Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác quay lại kênh của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu Travel FK Pro nha mọi người. Đây, Travel FK Pro. Mẫu trên clip hôm nay em quay sẽ là mẫu màu xanh nha các bác. Mẫu màu xanh ạ. Xe được sử dụng cấu trúc là khung nhôm với cấu hình cao, chất lượng tốt, hàng chuẩn Xuân Nhật, trong tầm giá trên 6 triệu một chút các bác nhé. Trước tiên em mời các bác đi đến phần khung xe nhé các bác. Này, khung xe là xe được sử dụng nhôm 6061 sơn tĩnh điện nha các bác. Sơn tĩnh điện, cam đi âm khung nhé. Đây, các giấy cam đi âm khung hết. Bên trên dòng ngang có chữ FK Pro này, sườn có chữ Travel này các bác. Sử dụng chất liệu đây, có chất liệu đây, 6061 đây. Xe được thiết kế hai điểm bắt vít để có thể các bác vặn bình nước hoặc là vặn túi đồ nhé các bác. Đây là cái phần tem của xe đây. Cỡ xe 48cm nha các bác. Cỡ trục này này các bác. Dòng đứng này là 48cm nha các bác. Xe tiêu chuẩn Xuất Nhật, thành ra là sẽ có cái tem tiếng Nhật ở đây các bác. Đấy. Xe sử dụng cấu trúc là khung nhôm 6061 sơn tĩnh điện nhé. Đấy là về phần khung xe. Chúng ta đi đến phần càng xe nha các bác. Đây là càng xe. Càng xe cũng được sử dụng cấu trúc là khung nhôm cao cấp chịu lực đây các bác nhé. Khung nhôm cứng không có phuộc nha các bác. Đây, khung nhôm cứng luôn. Đấy. Và sử dụng van tháo khóa nhanh nha các bác, tháo lắp nhanh. Đấy là về phần càng, khung càng đều sử dụng nhôm cao cấp hết rồi. Đầu của phần càng ở đầu phần đầu sẽ có cả logo của hãng Travel. Đấy, logo hình một chú ngựa nha các bác nhé. Ghi đông rất là rộng, ghi đông hơn 60 phân nha các bác, ghi đông rộng nha các bác. Ghi đông hơn 60 phân. Được để màu nguyên bản của nhôm, ghi đông và pô tang để màu nguyên bản của nhôm sáng bóng luôn các bác. Xe sử dụng bộ cấu hình chuyển động là 24 tốc độ gồm 3 tầng đĩa. Sử dụng bộ tay bấm gạt đĩa là Shimano Atus. Tay bấm xả lip Shimano Atus. Đấy, đây là ở phần trên ghi đông. Sử dụng bộ phanh thể thao má vành Tektro nhé các bác. Tektro, đấy, bộ phanh thể thao má vành. Đấy, tức là khi mà kể cả các bác mà có nhận được xe đại hàng với em, có nhận xe thì em đã lắp đặt gần như xong rồi. Sau về các bác chỉ việc lắp lại cái bánh trước với cái van này các bác lắp rất là dễ, các bác chỉ việc lắp lại thôi. Còn những cái phanh này, bộ đề em đã chỉnh như hết rồi. Em quên nói nghe các bác này, cái phanh này em đảo lại theo đúng chiều như kiểu những mẫu Travel VK Pro. Tức em đảo lại cái phần phanh trước em sẽ để bên tay trái, phanh sau em để phần bên tay phải nha các bác. Đảo lại như thế cho đúng chất của xe Pháp. Xe Pháp ngày xưa là trái phải là phanh là lúc nào nó thế. Đấy là về phần ghi đông cũng như là khung xe, càng xe các bác. Chúng ta sẽ đi tiếp theo đến phần quan trọng không kém, đấy là phần chuyển động. Xe được sử dụng bộ đùi đĩa 3 tầng đĩa này, để màu nhôm nguyên bản luôn này các bác. Nhôm chịu lực nhá, nhôm chịu lực cao, sử dụng 3 tầng đĩa. Đấy. Tay gạt đĩa là Shimano Tunay nha các bác. Tay gạt đĩa Shimano Tunay. Về bộ chuyển động, bộ clip đây, Shimano hay đây các bác. Đây, 8 tầng nha các bác. Tay gạt là Shimano Atus 8 tầng nha các bác. Tức là xe này sẽ sử dụng bộ hệ chuyển động 24 tốc độ nha các bác. Bộ chuyển động 24 tốc độ. Đã, em sẽ thử cho các bác nghe về thứ nhất là về phần tiếng nổ của clip nha các bác. Các bác nghe tiếng ạ, cực kỳ êm, nó sẽ không kêu to đâu. Nó kêu rất là đều mà cực kỳ êm, cực kỳ chớn mượt, cực kỳ bon luôn. Bây giờ em sẽ thử chuyển nha các bác. Đây các bác, để em sẽ thử chuyển nha. Đây. Các bác thấy chuyển đề cực kỳ mượt luôn. Bộ đề Shimano chuyển cực kỳ mượt nha các bác. Chuyển cực kỳ mượt luôn.
gần như là những xe mà sử dụng bộ đề Shimano về các bác đi hàng ngày, các bác chỉ việc là lau chùi sạch sẽ, lâu lâu tra dầu một cái chứ gần chả cần phải chỉnh mấy đâu, nó rất là bền nhé các bác nhé. Đấy, đấy là về phần bộ chuyển động. Tiếp theo, hết bộ phanh rồi, đến bộ chuyển động rồi. Tiếp theo đến bộ bánh, là vành và lốp nha các bác. Vành là sử dụng vành của Chevo, vành nhôm hai lớp của Chevo nha các bác, vành nhôm hai lớp Chevo rồi. Và sử dụng cỡ lốp là 700 x 32C. Cỡ lốp 700 x 32C, sử dụng cỡ xăm cũng tương tự như vậy, và sử dụng cấu trúc van là van hạt gạo đây các bác. Van này gọi là van hạt gạo đây. Đây em mở ra các bác, đấy các bác thấy chưa? Đấy là van hạt gạo nhé. Đây ạ. Đây là về cấu trúc của xăm và lốp. Sử dụng vành nhôm hai lớp. Lốp 700 x 32C nhé các bác. Bộ lốp của Kenda rồi, thành ra chất lượng thì cực kỳ đảm bảo, cực kỳ ấy rồi. Với xe dòng xe touring, nhất là mẫu FK Pro này, các bác sẽ không có chân trống đâu. Chân trống này em lắp thêm lên cho các bác. Về nếu các bác không thích dùng chân trống thì các bác có tháo ra. Còn nếu không thì các bác để thế này đi, các bác dựng nó sẽ rất là dễ. Vì nếu không có chân trống các bác muốn dựng xe, gần như các bác là phải tìm chỗ để các bác dựng. Còn có chân trống thì rất là tiện lợi nha các bác. Tất cả Meyer thì là sử dụng bim ạ. Đây. Đấy. Có Meyer các thứ, đồ trục các thứ là có chống nước, chống bụi hết rồi. Các bác nha. Cột yên đây ạ. Bây giờ em sẽ đến phần cột yên. Cột yên của xe, đến yên xe, thứ nhất là phần cột yên là sử dụng nhôm để màu nguyên bản trắng tinh nha các bác nhé. Có đánh số này, có đánh số để các bác có thể biết được là mình ngồi ở mức nào phù hợp nhất, để các bác có thể căn chỉnh rất là dễ, cực kỳ nhanh. Phần khóa yên, khóa yên nhanh rồi. Là phần cục giữ mà yên đây các bác, sử dụng ốc giữ trục chính nhé các bác, xuyên lên giữa luôn, giữ luôn, điều chỉnh cực kỳ dễ dàng nhé. Yên da mềm của Chevo có phần khoét ở giữa này để các bác ngồi thoải mái hơn mà cũng không bị bức bí nha các bác. Đấy là về phần yên. Tổng quan của chiếc xe touring này là như vậy. Còn về phần phụ kiện, bàn đạp, đây nha, em sẽ cho các bác xem bàn đạp. Hộp phụ kiện. Hộp phụ kiện thì cũng có đây. Thứ nhất, sách hướng dẫn sử dụng nhưng toàn tiếng Nhật thôi các bác. Hàng tiêu chuẩn xuất Nhật, thành ra đây các bác để ý này. Đây có rất nhiều nhé. Hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn lắp phanh đĩa này. Nếu như mà có phanh đĩa thì sẽ có hướng dẫn lắp phanh đĩa, còn nếu không có phanh đĩa thì sẽ không cần. Pedal, pedal này là sử dụng pedal nhôm nhé các bác. Pedal này là pedal hợp kim nhôm chịu lực rồi, nó cũng sẽ chống mài mòn rất là tốt. Ổ bi vòng cơ chống mượt. Đây là đèn hậu trước sau, cái này gọi là đèn phản quang trước và phản quang sau nhé các bác. Vì cái đèn phản quang này em lại chưa lắp lên, thành ra em vẫn để trong hộp nguyên bản cho các bác xem luôn. Đấy, đấy là về tổng quan về phần mẫu này. Tổng quan về phần mẫu Chevo VK Pro. Giá bán hiện tại của mẫu Chevo Pro này ở nhà em hiện tại đang bán với giá là 6.950.000 các bác nhé. 6.950.000. Chi tiết về phần mua hàng, chi tiết về phương thức thanh toán cũng như phương thức vận chuyển hoặc phụ kiện kèm theo, các bác vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại em để, hoặc Zalo em để ở dưới góc màn hình này nhé các bác nhé. Chắc chắn mẫu xe này là phụ kiện, có một phụ kiện đi kèm chắc chắn nhất, đó là chân trống. Chân trống chắc chắn là em đã cho đi kèm rồi các bác nhé. Còn những cái khác thì em chưa nói, nhưng riêng chân trống là chắc chắn có đi kèm rồi. Gói phụ kiện thì rất là nhiều đồ, các bác vui lòng là các bác liên hệ trực tiếp với em để biết nhé các bác nhé. Đây, em mời các bác xem tổng quan lại xe này một chút. Sơn tĩnh điện này các bác này, cực kỳ bóng, cực kỳ đẹp luôn. Mối hàn vẩy cá cực kỳ chắc chắn. Xe còn được gia cố thêm ở phần khung sườn dưới, khung sườn chéo, gia cố thêm một mối hàn nữa để tăng độ chắc chắn của cái phần đầu xe nha các bác. Trên này là em vừa giới thiệu với các bác mẫu Chevo VK Pro. Các bác cần thêm thông tin chi tiết, các bác vui lòng liên hệ với em nhé. Em xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người
buổi tối thật vui vẻ và ngày mai thật là năng động nhé. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ. Hẹn gặp mọi người lại vào clip sau nhé. Mọi người nhớ cho em xin một lượt like và một đăng ký kênh nhé các bác nhé. Em xin cảm ơn mọi người.